Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe dòng touring cao cấp của thương hiệu Mỹ, thương hiệu model Czech Series 7.3. Thì đây cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao. Và cái model này là model huyền thoại của dòng touring FX-Bike 7.3 Series Czech. Với cái tông màu rất là khỏe, cái tông màu ghi xám, màu ghi đen, rất là khỏe xe. Và toàn bộ zin hầu như là trên 90% là zin nguyên bản theo xe hết. Độ mới rất là mới nhé. Trước đây nó có về một vài chiếc thì chiếc này cũng rất là mới hơn so với những chiếc cũ trước đây nó về. Rất nhiều bác hỏi em về cái dòng xe đạp touring cao cấp thì lại em về một chiếc đây, thương hiệu Mỹ Czech FX 7.3. Và bây giờ xin mời nhà tổ để giới thiệu chiếc xe. Vâng, thì trên khu vực cho bác đây là cái mẫu dòng Sody Czech 7.3. Thì một trong những thương hiệu nổi tiếng của dòng xe đạp thể thao, thì cũng là nhắc cái tên tuổi thương hiệu đến từ Czech. Trước đây nó có về một vài chiếc dòng Czech 7.3 thì nó có tông màu sáng, thì lai về một chiếc tông màu tối rất là khỏe xe, tông màu ghi xám. Tổng thể xe em đánh giá rất là mới, tầm 90% xe. Rất là hiếm khi em về một chiếc dòng Czech, dòng touring mà được đẹp như vậy. Khung nhôm các bạn có thể nhìn rõ cái tông màu ghi xám, màu ghi lông chuột rất là khỏe, tông màu tối đi rất là sạch xe các bác nhé. Bên dưới đây thì nó khỏi đến xước đâu, bên dưới này là cái miếng dán chống va đập của xích xe, các bác có thể dùng hoặc bóc ra. Và trên khung xe hiển thị rõ cái model và mã số của nhà sản xuất, thương hiệu Czech Basico. Đây, vẫn còn nguyên zin trên khung xe. Cổ phốt ghi đông chính hãng. Thì như em cũng video trước em nói đây, thì zin dòng Czech thì model nguyên bản của nó thường đi gắn liền những phụ kiện của dòng thương hiệu nổi tiếng của Bontrager. Rất là cao cấp. Cổ phốt ghi đông chính hãng nguyên bản theo xe. Đây, cũng của Bontrager. Bên tay phải em là trang bị với 8 tầng líp tay bấm xả chính hãng của Shimano, cũng còn rất là mới. Bên tay phải em trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe, cũng là zin theo xe của chính hãng Shimano. Đằng trước khung xe thì các thương hiệu Czech đều gắn liền với miếng CMC đúc của hình ba lá chiếc kiêng, chiếc kiêng ba lá. Đây, logo nhôm dập nổi CMC. Rất nhiều bác hỏi em về những dòng thương hiệu touring cao cấp thì nay em về một chiếc đây, độ mới rất là cao, cũng là một thương hiệu nổi tiếng của dòng xe đạp touring. Càng nguyên bản theo xe càng của Czech. Alpha Aluminium. Thì thương hiệu model Sody 7.3 này thường thì được trang bị với cụm phanh đằng trước, cụm phanh V chính hãng, phanh của hiệu Avis cũng là thương hiệu của Mỹ. Vành nhôm hai lớp chính hãng nguyên zin theo xe. Vành cũng chính hãng của Bontrager. Nguyên bản theo xe. Lốp và lốp chính hãng nguyên bản theo xe, lốp Bontrager. Tuy nó hơi cũ một chút thôi nhưng mà nó là zin nguyên theo xe. Ở dưới khung bên dưới gầm xe thì có cái mã vạch chính hãng của nhà sản xuất. Vẫn còn trên khung xe đây, có thể nhìn rõ. Đùi đĩa chính hãng của Shimano, gạt đĩa chính hãng của Shimano và đùi đĩa có cái lato chắn đĩa nguyên bản theo xe. Cọc yên chính hãng của Bontrager.
Cụm phanh sau, phục phanh B cũng là chính hãng của Avis, cụm phanh B. Củ đề Shimano DOD. Thì như các biết thì cái dòng xe touring DOD gần như là chùm cuối của dòng xe bộ chuyển động của xe rồi. Trên Thule, Alivio, Antut và Acera. Trang bị với 8 tầng lip, lip chính hãng Shimano. Đằng sau cũng là vành chính hãng nguyên bản theo xe. Vành của Bontrager, vành trước và vành sau, vành nhôm hai lớp, nguyên zin. Và lốp cũng là lốp Bontrager. Lốp nguyên bản theo xe luôn, lốp chính hãng. Căm hay là đũa đây. Đũa trước và căm sau và căm trước đều là e-lốp. Rất là sáng bóng, giúp cho các bác đi phù hợp các bác đi trời mưa gió không sợ bị han gì. Tất cả linh phụ kiện trên xe là hầu như là chính hãng của Trek, thương hiệu Bontrager, nguyên bản và nguyên zin theo xe. Và hiếm về nữa một chiếc mà Trek Series 7.3 mà được đẹp như vậy các bác. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, lần này em về chiếc size là size đứng là size 45. Thích hợp các cao từ 1m6 đến trên 1m7, đó là size S các bác nhá. Và bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip đây. Vâng, rất là trơn tru mượt mà. Đây cũng là một cái mẫu touring cao cấp mà bên em mới về. Xuống lip. Tay bấm xả chính hãng nguyên bản theo xe. Trang bị với củ đề DOD, rất là cao cấp. Bên tay phải em trang bị 3 tầng đĩa của Shimano, đùi đĩa Shimano, đặt đĩa Shimano, lên đĩa. Vâng, hoạt động rất trơn tru và mượt mà quá nhá. Đây là một mẫu xe lý tưởng cho các bác dòng đi touring, đường phố thể thao, họ đi phượt. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe touring thương hiệu Trek Mỹ model Series 7.3 với cái tông màu ghi xám. Độ mới của xe rất là mới, tầm 90% xe. Xe trang bị với group DOD, trang 8 tầng lip, 3 tầng đĩa, cho một chuẩn động của xe 24 tốc độ. Và xe giá rất tốt bên em là 7.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại các bác trên ngày mai.